Ở sân bay xuất hiện một phú bà siêu giàu, hai vợ chồng và một tên giám đốc dáng vẻ ăn chơi. Ba người họ đi cùng một chuyến bay để đến Hồng Kông. Người phụ nữ này là một phú bà siêu giàu có ở Hàn Quốc, cô có nhiều mối làm ăn ở Hồng Kông, vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô như thế mà lại không có đàn ông theo đuổi. Bác sĩ nói cô bị khối u nhỏ nên mới dẫn đến mãn kinh sớm, nếu không sớm phẫu thuật sẽ phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Cô ấy lại cảm thấy mỗi tháng phải rớt dâu một lần rất phiền phức, hơn nữa dự án ở Hồng Kông sắp bắt đầu rồi. Phẫu thuật thì để đợi cô về rồi làm sao vậy? Trong bữa ăn, bố mắng cô muốn làm ni cô cả đời à? Nhưng cô ấy lại nói tìm được đàn ông rồi thì sẽ hạnh phúc ư? Muốn tìm thì phải tìm người phù hợp. Trở lại hiện thực, một người đàn ông đi hạng thương gia để tìm nhà vệ sinh, anh ta lần đầu đi máy bay nên không biết nhà vệ sinh ở đâu. Anh ta tên là Suk Hun, làm ở một công ty nhỏ, nhưng người hợp tác đến lúc khó khăn lại ôm tiền bỏ chạy, để lại một đống người đòi nợ. Vừa khéo lúc này vợ đến bắt gặp thấy chồng thảm như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Suk Hun nói cho cô tiền bối Hoang không phải người như vậy, nhất định là ông ấy có điều gì khó nói. Hong Ju lại không nghĩ như vậy, nhà của bọn họ bây giờ đã bị niêm phong, không có cả nơi đặt chân. Tất cả đều là vì người hợp tác với Suk Hun, Hoang Ju Sik. Suk Hun bảo Hong Ju, dù nhất định phải tin mình, cô cứ về nhà đẻ trốn trước đi, anh sẽ đi tìm người hợp tác để giải quyết chuyện này. Hai người ôm chặt lấy nhau như một đôi uyên ương số khổ. Hôm đó, Suk Hun bỗng nhiên gọi điện thoại nói có tin tức của Hoang Ju Sik rồi, người ta đang ở Hồng Kông bảo bọn họ đến đó lấy tiền. Hong Ju vô cùng vui mừng, hóa ra tiền bối Hoang Ju Sik là người tốt thật. Thế là hai người vui vẻ lên máy bay đến Hồng Kông. Trên khoang thương gia chuyến bay đó không chỉ có phú bà tài phiệt của chúng ta mà còn có một tên giám đốc tâm cơ Min U. Chẳng là vợ của Min U vừa sinh con thứ ba, mặc dù là con gái nhưng anh ta vẫn cố an ủi vợ. Nhưng ngay sau đó, mẹ gọi điện cho anh ta, mắng con dâu đã sinh ba đứa rồi mà không sinh nổi một đứa cháu trai, chẳng lẽ muốn làm đứt đoạn hương khói nhà họ. Hóa ra đây lại là một gia đình trọng nam khinh nữ. May mà Min U cũng không quá khắt khe mà an ủi vợ, nhưng vợ lại nói với anh ta cô không sinh được con trai nữa rồi. Bác sĩ nói tử cung cô mỏng rồi, nếu còn mang thai nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bảo anh đi nói rõ với mẹ chồng, đừng quấy rầy cô ấy nữa. Thế là Min U tìm lý do là đi công tác, định đến Hồng Kông chơi bời một phen để giải tỏa tâm trạng. Cứ như vậy, bốn người cùng lúc xuất hiện ở sân bay Hồng Kông. Suk Hun mang theo Hong Ju đến nhà đối tác nhưng gõ cửa thế nào cũng không có ai mở. Cảnh sát bảo họ đến đồn cảnh sát xem. Hai người vội vàng đến đồn cảnh sát nhưng kết quả nhận được lại là Hang Jo Sik đã tự sát rồi. Còn giám đốc Kang Min U của chúng ta thì đến quán bar quen thuộc. Đây là nơi anh và tình đầu từng thắm thiết bên nhau, tràn đầy những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng khi anh hỏi thăm về tình đầu mới biết cô ấy đã không hát ở đây nữa. Nửa năm trước, cô ấy đã chết vì ung thư, chỉ để lại một đứa con trai đáng thương. Bà chủ còn nói với anh, đứa trẻ này chính là của anh đó. Anh ta đi về khách sạn, đúng lúc gặp phù bà giàu có Se-jang đang bàn bạc với đối tác. Se-jang nhìn thấy anh ta là đã chẳng ưa nổi, bi vây ra khuôn mặt ngán ngẩm. Anh ta đến rủ cô đi uống rượu thì cô từ chối rồi rời đi, nhưng anh ta nói mình có thông tin bí mật quan trọng, thế Se-jang miễn cưỡng đồng ý. Ở bên này, hai vợ chồng Suk Hun tuyệt vọng vô cùng thế này thì phải làm thế nào nếu không lấy được số tiền lần này, Suk Hun có khả năng phải ngồi tù sau khi về nước. Đúng lúc hai người không biết làm thế nào, Suk Hun tìm được 3 triệu won trong di vật của Hoang Ju Sik. Xem ra, anh ta cũng coi như còn chút lương tâm. Thế là Suk Hun quyết định dùng số tiền này làm quỹ khẩn cấp của họ, nhưng Hong Ju lại không nghĩ như vậy. Nói khó khăn lắm mới có cơ hội đến Hồng Kông. Phải trải qua cuộc sống lãng mạn của hai người mới được. Cô ấy phải ăn đồ ăn ngon nhất ở khách sạn sang chảnh nhất, mua quần áo và túi đắt tiền nhất. Suk Hun nghĩ đến về nước là phải ngồi tù, về sau cũng không còn gì để cho vợ nữa, liền đồng ý với yêu cầu của vợ. Rất nhanh, hai vợ chồng đã vào khách sạn lớn sang chảnh nhất Hồng Kông. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Suk Hun chơi vô cùng vui, cầm 3 triệu won mà họ đi mua sắm điên cuồng ở Hồng Kông, còn ăn đồ ăn ngon nhất. Lúc này, Hong Ju nhìn chúng một đôi giày đắt tiền bản giới hạn. Suk Hun thấy dáng vẻ không nỡ của cô, liền nói thích thì mua thôi, nhưng nhân viên bán hàng lại nói với họ đôi giày này đã có khách VIP đặt rồi. Thấy Hong Ju thích nó như vậy, Suk Hun nói dù thế nào cũng phải mua. Thế là Suk Hun nói dối vợ mắc bệnh ung thư sắp chết rồi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô ấy đi giày cao gót. Không ngờ nhân viên bán hàng lại tưởng là thật, cảm động đồng ý bán. Cứ như vậy, Hong Ju mua được đôi giày như ý nguyện. Cùng lúc này, bà chủ quán bar dẫn đứa con ngoài giá thú của giám đốc Kang Min U đến. Anh ta ngắm nhìn đứa nhỏ đến không nỡ buông tay, không ngờ lại có đứa con trai từ trên trời rớt xuống. Anh ấy định dùng tiếng Anh để nói chuyện với Sang Eun nhưng Sang Eun lại dùng tiếng Hàn để trả lời. Anh ta vô cùng kích động, hóa ra tình đầu vẫn luôn nhớ đến anh, vậy mà còn dạy cho con trai tiếng Hàn. Sau đó, anh ta lái xe đưa con mình đi ăn cơm ở nhà hàng sang trọng, coi như là bù đắp. Se-jang cũng đang có mặt ở nhà hàng. Cô sớm đã nhìn thấy cách thức lừa gạt của bên đầu tư nhưng tên lừa đảo lại nói hắn ta đang làm ăn hết sức đàng hoàng. Trợ lý lôi ra một xấp tài liệu là bằng chứng lừa đảo của ông ta. Tóm lại ông cứ đợi mà chờ cảnh sát thẩm vấn đi, nhớ thuê thêm luật sư giỏi để bào chữa giúp nhé, nói rồi cô lập tức rời đi. Đúng lúc này, tên lừa đảo bỗng nhiên phát bệnh, tim ngã xuống không dậy được. Mọi người trong nhà hàng đều chạy đến xem.
Suk Hun và Hong Ju cũng đang ở đó để ăn cơm, nhìn thấy đống lộn xộn cũng vội vàng chạy tới. Trong lúc nguy hiểm này, Hong Ju xông lên. Trước đây, cô ấy là một y tá, cô nhanh chóng cấp cứu cho tên lừa đảo. Suk Hun chớp mắt đã nhận ra Se Jang. Hóa ra 10 năm trước Suk Hun đến công ty Se Jang phỏng vấn. Mọi bài kiểm tra đều đứng đầu nhưng Se Jang lại từ chối anh một cách vô tình. Chính vì thế, hai người có trải nghiệm không mấy vui vẻ. Se Jang đến cửa hàng giày muốn lấy đôi giày mà mình đặt trước lại phát hiện đã bị người khác mua rồi. Cô khỏi cảm thán hôm nay đúng là nhiều chuyện đen đủi thật. Mà bên Min U vẫn đang chìm đắm trong niềm vui không thể thoát ra được. Tự dưng có thêm đứa con trai đáng yêu, anh ta vui mừng chết đi được. Lúc anh đang đưa đứa nhỏ đi ăn tối thì vợ bỗng nhiên gọi điện thoại đến cảm giảm trách anh ta vô tâm này kia. Min U vừa định cãi thì vợ chồng Suk Hun đi đến, nhìn bóng lưng thôi, cũng biết là kiểu mà mình thích. Anh ta thèm đến mức nhỏ dãi mà người phụ nữ này chính là Hong Ju vừa vào nhà hàng đã bắt gặp Sang Eun đang vội đi vệ sinh. Hong Ju tốt bụng chỉ đường cho cậu bé để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Bên kia Se Jang đã thành công kiếm được 1 triệu đô. Se Jang nghĩ thầm tiền kiếm được cũng dễ quá, đến Hồng Kông một chuyến cũng chả biết phải tiêu thế nào. Trợ lý bảo đã sắp xếp cho cô một chuyến công tác vài ngày rồi. Ở trong phòng, Hong Ju nghĩ khi về nước Suk Hun phải ngồi tù. Hong Ju rất khó chịu nhưng cô không muốn thể hiện ra trước mặt chồng. Thế là sau khi Suk Hun ngủ, cô ấy để lại một mẩu giấy nói cô ấy đã mua bảo hiểm hạng VIP chắc có thể giúp Suk Hun vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sau đó, cô đi một mình rời đi. Lúc cô đang ngồi khóc thì Sang Eun đi đến hỏi cô chạm về trạm xe buýt bởi vì đứa bé muốn về chỗ gì. Min U đi tìm con bỗng gặp lại Hong Ju. Hong Ju an ủi đứa nhỏ để nó ngoan ngoãn hơn. Sự dịu dàng của Hong Ju khiến đứa bé nhớ đến mẹ của mình liền ngoan hơn hẳn. Điều đó càng khiến cho Min U có ấn tượng sâu đậm với cô. Hong Ju thì đi ra bờ biển, cô cởi bỏ đôi giày đắt tiền ra, chậm chậm đi xuống dòng nước sâu. Chẳng bao lâu cô đã đi ra tới bờ biển, lúc này Se Jang đúng lúc đang đi dạo, cô nhìn thấy đôi giày cao gót trên bãi cát. Đây không phải đôi giày mà trước đó cô đã đặt, sao lý gì nó lại xuất hiện ở đây chứ? Trong lòng còn đang thắc mắc chủ nhân của đôi giày thì lúc quay đầu lại, cô hú hồn nhìn thấy Hong Ju đang định tự vẫn. Cô hét lớn gọi nhưng đối phương lại không đáp. Lúc này cô mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc và vội vàng chạy xuống dưới nước, cô hết sức lôi Hong Ju lên bờ. Nhưng cô ấy lúc này chỉ một lòng muốn chết nên quay người tiếp tục muốn tự tử. Se Jang bất lực nên đã tát thẳng cho đối phương một bạt tai mới có thể khiến Hong Ju thức tỉnh. Sau đó Se Jang đưa cô đến căn phòng VIP của mình thay bộ đồ ướt nhẹp đó ra. Suk Hun nhận được thông báo, vội vàng chạy đến chỗ Hong Ju. Anh vừa vào tới nơi liền chạy đến chỗ Hong Ju quan tâm lo lắng hết mực, sau đó lại ôm lấy cô thật chặt. Thứ tình yêu này cũng thật khiến Se Jang vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng cô ngứa dần dần, đồng thời muốn lập tức tìm một người đàn ông để yêu đương. Đến khi hai người họ rời đi một mình, Se Jang một mình ngồi trong phòng, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh ban nãy. Tuy cảm thấy buồn cười, nhưng từ sâu trong lòng cô lại đố kỵ với Hong Ju. Khi trở về phòng của mình, Hong Ju mở lời xin lỗi Suk Hun trước, cô hy vọng chồng có thể tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của mình. Suk Hun sau có thể trách cô được, anh đau lòng, còn không hết nữa là muốn trách, chỉ có trách chính bản thân yếu kém. Hong Ju tiếp tục hỏi Suk Hun rốt cuộc Se Jang là ai mà nhìn hai người như quen nhau từ trước rồi vậy. Suk Hun chỉ nói cô ta là ân nhân cứu mạng của Hong Ju chứ không muốn nhắc lại mối quan hệ giữa hai người. Ngày trước, anh không hề biết bản thân đã bị Se Jang nhắm trúng rồi. Dựa vào việc điều tra, Se Jang được biết đối tác của Suk Hun đã ôm tiền bỏ chạy, để lại một số tiền nợ lên đến 1 tỷ. Trong lòng Se Jang nghĩ lẽ nào chỉ vì một chút tiền này mà vợ anh ta muốn tự sát sao? Lúc quay mặt sang một bên trùng hợp trông thấy đôi cao gót Hong Ju để quên, cô bất giác đi tới xỏ vào thử. Se Jang rốt cuộc đang nghĩ ra có suy nghĩ gì đây? Chỉ một lát sau, Suk Hun liền nhận được điện thoại từ cô ấy. Mục đích là bảo tới lấy đôi giày về. Cô đang nói cái gì thế? 3 ngày 1 tỷ, tôi sẽ dùng 1 tỷ để mua lại công ty của anh. Suk Hun và Se Jang đã từng có ký ức không mấy vui vẻ. Dù Suk Hun là một ứng cử viên xuất sắc nhưng vẫn bị Se Jang đánh trượt. Nhưng hiện tại, Se Jang đã gọi cho Suk Hun đến lấy giày của vợ, nhưng mục đích của cô đó là muốn chơi đùa với Suk Hun. Nghe xong, Suk Hun lập tức phẫn nộ, nói có tiền thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác ư? Là một người đàn ông mẫu mực, anh có lòng tự tôn của bản thân, làm sao có thể đồng ý ba chưa làm xong việc đã lấy tiền trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Sau đó anh rút trong túi ra 3 tờ 1 đô la Mỹ để mua 3 tiếng của Se Jang. Hành động kỳ lạ này của Suk Hun làm cho tim Se Jang đập loạn nhịp, bất giác mỉm cười. Sau đó hai người đến bên bờ biển, Suk Hun đạp xe chở Se Jang đang ngồi sau nhạc nền vang lên một bài hát lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng của hai người, từ nay họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Giám đốc Kang Min U sáng hôm sau hớt ha hớt hải, chạy đến biệt thự thấy Joy được Hong Ju chăm sóc chu đáo, anh ta rất vui sướng mời Hong Ju đến làm bảo mẫu toàn thời gian. Thời gian làm việc là thứ hai đến thứ sáu, lương tháng gấp 3 lần làm y tá. Hong Ju đó hơi hoang mang, mặc dù gương mặt thể hiện không muốn nhưng cô vẫn nói sẽ cân nhắc việc này. Trong lòng Min U rất trông chờ cô sẽ đến. Suk Hun vừa xuống máy bay đã liền vội vã trở về nhà. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là người vợ không những cắt tóc ngắn đi mà còn vui vẻ nở nụ cười chào đón anh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Trong lòng Suk Hun hiểu rõ Hong Ju càng như vậy thì càng không bình thường. Trong bữa ăn, anh biết vợ mình đã tìm công việc mới,
Suk Hun cố gắng hỏi nhưng cô không đáp lời nào. Hai người trở về chung cư để Hong Ju chuẩn bị hành lý. Anh chỉ đành quỳ xuống cầu xin vợ cho mình một cơ hội giải thích. Trong 3 ngày vừa rồi, anh vẫn luôn đi theo xe răng giải quyết công việc chứ không hề xảy ra những sự việc đáng khi nào khác. Nghe lời Suk Hun nói, Hong Ju không cách nào kìm nổi nữa, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô nói bản thân sẽ không bao giờ quên được việc này. Đổi lại, bất cứ người phụ nữ nào thì cũng đều bất giác nghi ngờ. Tóm lại, cô không cách nào tha thứ cho Suk Hun được. Thậm chí vì để trốn tránh anh, cô đã chạy tới biệt thự hào hoa của Min U, đồng ý làm bảo mẫu của con anh. Cứ như vậy, Hong Ju đã ở lại đây đến khi trời tối. Lúc Min U sắp phải rời khỏi biệt thự, Hong Ju đã đem theo con của anh ra chào tạm biệt, trông giống hệt một gia đình nhỏ. Mà mọi thứ xảy ra ấy đã bị thám tử Tư do vợ Min U thuê chụp được. Bất ngờ hơn nữa là em trai của Hong Ju vừa hay làm việc tại công ty này. Thám tử Tư vừa nhìn là liền nhận ra người đó là chị của cậu. Người em tuy có hơi nghi ngờ nhưng cậu lại không dám thừa nhận, nói rằng vẻ ngoài không giống, chắc chắn không phải chị mình. Lúc này tên đồng nghiệp mới yên tâm vì để có được giá trị cao hơn, hắn ta quyết định ăn lớn. Hắn trực tiếp đưa ảnh cho Min U uy hiếp anh số tiền lớn hơn nhưng Min U lại rất thản nhiên. Giống như việc này đã không phải lần đầu tiên, anh sảng khoái mà đồng ý. Thậm chí còn tỏ ra tán thưởng đạo đức nghề nghiệp của hắn, đồng ý đưa ra giá gấp đôi để mời thám tử Tư giúp đỡ giám sát xe răng. Còn về mấy tấm ảnh gửi cho vợ anh như thường lệ là được, anh muốn tận mắt trông thấy cô ta sau khi nhận được ảnh rốt cuộc sẽ làm ra việc gì. Cùng lúc ấy, người em lái xe tới biệt thự của Min U. Cậu muốn xác minh xem người phụ nữ kia là ai, quả nhiên không ngoài dự đoán. Người bước ra từ trong biệt thự chính là Hong Ju. Người em vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cô thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi đây. Hong Ju giải thích cô chỉ là được mời đến làm bảo mẫu nhưng người em không chịu nghe, bởi vì trong lòng cậu hiểu rõ Min U chính là một tên cha nam chính hiệu. Cậu lo rằng anh rể mà biết chuyện này sẽ xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là Hong Ju nói với cậu, Suk Hun biết từ lâu rồi, lúc này cậu mới yên tâm. Còn bên phía Suk Hun, anh nhận ra tình cảm của mình và Hong Ju xuất hiện vết nứt nên muốn dùng hành động thực tế để chứng minh mọi thứ. Thế là anh bắt đầu đi các công ty để đòi tiền nợ mình đã chuyển. Nhưng điều khiến Suk Hun không ngờ là bọn họ lật mặt không muốn trả lại tiền. Sau một ngày vất vả, mệt nhọc, Suk Hun vô cùng thất vọng. Còn bên phía Se Jang tuy đã về nước nhưng cô vẫn luôn đắm chìm vào 3 ngày kia lần nữa. Lật lại tài liệu của Suk Hun, trong lòng thầm nghĩ hẳn là bây giờ anh đang rất vất vả, vì thế quyết định giúp anh một tay. Cô nhờ trợ lý đem tài liệu của Suk Hun đăng lên trang web có thẩm quyền. Trùng hợp là nó đã được văn phòng chủ quản trông thấy. Yen Chun là bạn đại học của anh, hai người cũng là anh em tốt của nhau. Khi biết tin là Se Jang cho đăng bài, Yi Chun trầm ngâm, lẽ nào bà chủ nhìn chúng hạng mục trong tay Suk Hun hay sao? Thế là anh gọi điện hẹn Suk Hun ra ngoài. Mục đích là giới thiệu anh em tốt cho bà chủ giúp đỡ, giúp Suk Hun thoát khỏi khó khăn hiện tại. Buổi tối hôm đó, Min U dẫn vợ đến nhà hàng sang trọng để ăn uống, cũng đúng lúc gặp Se Jang ở đây. Se Jang cố tình nói chuyện hai người gặp nhau ở Hồng Kông, còn nhắc đến việc anh có đứa con rơi rớt bên ngoài. Vợ của Min U vốn đã hay ghen, nay còn nghe được tin ấy càng nảy sinh nghi ngờ hơn, mặc dù Min U đã nói là không có, còn kéo cô vào lòng. Bên này, sau khi biết được ý của Yen Chun, anh đã trực tiếp từ chối. Bởi vì trong lòng Suk Hun biết rõ Yen Chun làm việc ở công ty của Se Jang. Vào lúc Suk Hun chuẩn bị rời đi thì Se Jang cũng xuất hiện, hai người nhìn nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo. Min U trong bữa ăn tặng cô ấy một chiếc vòng cổ kim cương đắt tiền vì muốn an ủi cô. Cô gái lập tức được dỗ vui vẻ, nghĩ lại rằng kiểu này có tiền cũng không mua được. Chồng vẫn còn rất quan tâm mình, Min U nói đây là huy chương dành tặng cô vì đã sinh con. Dù xảy ra chuyện gì hai người cũng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Vợ vừa ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Cái này có lẽ không phải huy chương mà là thuốc an thần đúng không? Đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Không phải chuyện đùa, Min U nhanh chóng giải thích, nói là cô nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu. Vợ nhắc đến muốn chuyển ra ngoài sống, Min U bỗng chốc nổi giận, con trai anh đây vẫn còn, cô là ép anh ta thành đứa con bất hiếu à? Vợ vô cùng sợ hãi, bỗng chốc liền yên tĩnh. Trên bàn ăn, Suk Hun hỏi Se Jang muốn làm gì. Se Jang cũng không nhiều lời thừa thãi, quả thật cô có nhìn trúng hạng mục trong tay anh nên mời Suk Hun đến công ty nhậm chức nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Se Jang làm vậy khác nào đang sỉ nhục anh. Cô tiếp tục muốn dùng tiền mua mình, vì vậy mà hai người họ cãi nhau to một trận. Cuối cùng họ rời đi, chẳng có chút vui vẻ. Se Jang gần như bị chọc tức điên, tên đàn ông ngu ngốc này sao không biết tốt xấu gì hết. Sau khi tạm biệt Yen Chun, Suk Hun mang theo tinh thần sa sút về nhà. Nghĩ đến việc mai là cuối tuần Hong Ju không cần đi làm. Thế là anh không báo trước tiếng nào mà trực tiếp lái xe đến nơi làm việc của cô, nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Min U bất chợt đến thăm Joy để tạo bất ngờ cho con. Anh vào phòng dỗ con ngủ, cảnh tượng ấy quả thật khiến Hong Ju có chút động lòng. Bên ngoài sân, hai người ngồi xuống cùng uống rượu vang, lại nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không giống như dáng vẻ giữa ông chủ và bảo mẫu mà cảnh này vừa khéo được Suk Hun đến đón nhìn thấy. Suk Hun đến đón vợ thì bắt gặp vợ đang cùng uống rượu và nói chuyện với Min U. Anh tự hỏi đây chính là công việc bảo mẫu mà Hong Ju nói ư? Min U vội vàng giải thích, nhưng Suk Hun hoàn toàn không nghe, anh cầm tay Hong Ju rồi lập tức rời đi. Hai người trong xe cãi nhau gay gắt. Suk Hun chất vấn Hong Ju bảo mẫu nhà ai mà nửa đêm,
nửa hôm lại ngồi uống rượu vang với ông chủ của Hong Du cũng nổi điên. Lại nhắc đến chuyện lúc ở Hồng Kông nói Suk Hun không có tư cách chất vấn cô. Lần này, Suk Hun không còn gì để nói, anh trực tiếp xuống xe bỏ đi. Hong Du cũng ý thức được bản thân, không nên nói như vậy. Cô lái xe đuổi theo Suk Hun suốt dọc đường nhận lỗi và xin lỗi anh. Thế này, Suk Hun mới hài lòng quay lại xe. Cứ như vậy, vợ chồng hai người lại làm hòa như ban đầu. Hôm đó, Min U đang chơi đá bóng với Joy, hưởng thụ niềm vui của cảm giác tình cha. Vợ gọi đến vô số lần nhưng mãi không có ai trả lời. Cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho Thám Tử Tư hỏi hành tung của chồng, nhưng Thám Tử Tư đã sớm bị Min U mua chuộc, nói anh ta đang ở phòng sông hơi. Vợ vừa nghe đã biết là giả, Min U là một nhân vật lớn như vậy sao có thể đến phòng tắm hơi chứ. Thế là cô liền liên hệ với một công ty thám tử tư khác bên kia. Suk Hun và Hong Ju đã làm hòa với nhau, vui vẻ đến siêu thị mua đồ. Hong Ju lương thiện còn không quên mua sách cho Joy. Suk Hun nhắc nhở cô không cần dành quá nhiều tình cảm cho đứa bé. Dù sao đó cũng là con của người ta, Hong Ju lại nói chỉ cần nhìn Joy là lại nhớ đến con của họ. Nếu không phải vì sảy thai, chắc con của họ cũng lớn như vậy. Suk Hun an ủi cô đừng nghĩ nhiều. Bên xe Giang cứ không nhịn được nhớ đến Suk Hun, nhớ đến cảnh anh và Hong Ju ân ái, trong lòng liền vô cùng ngưỡng mộ. Thế là cô chủ động gửi tin nhắn cho Suk Hun, nói là có chuyện muốn bàn chuyện nhưng lại bị Suk Hun trực tiếp từ chối. Nhưng đợi đến khi anh quay lại xe, điện thoại lại đổ chuông. Hong Ju liền tự ý cầm điện thoại định giúp anh xóa. Không ngờ Suk Hun trực tiếp cướp lấy, thái độ vô cùng khắc nghiệt, chỉ sợ cô nhìn thấy sẽ hiểu lầm không cần thiết. Hong Ju ngốc nghếch còn tưởng rằng là vì cô không thể sinh con mà chồng mới giận như vậy. Đến buổi tối, Hong Ju nép vào lòng Suk Hun nói muốn làm thụ tinh nhân tạo để sinh con, nhưng Suk Hun lại không đồng ý vì Hong Ju đã nhiều lần sảy thai, anh lo cho sức khỏe của cô. Bên Min U vừa về đến nhà, vợ lại tươi cười chào đón. Min U vô cùng vui mừng, cô vợ hay cười thì chính là xinh đẹp, nhưng đợi đến khi anh ta vừa vào phòng tắm, sắc mặt vợ đã thay đổi hoàn toàn. Vì một giờ trước cô ấy nhận được ảnh màu từ Thám Tử Tư. Min U à, tôi nên báo thù anh thế nào đây? Se Jang thì sau chuyện trợ lý phản bội mình đầu quân cho công ty của Kang Min U thì khiến Se Jang vô cùng đau đầu. Cô lao vào làm việc không ngừng nghỉ đến mức ngất xỉu. Nhưng công ty đang sắp phải tổ chức một cuộc họp rất quan trọng. Trợ lý vô cùng sốt ruột, lúc này Suk Hun gọi điện thoại tới nhưng anh hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh. Nói sắp phải họp với nhân vật lớn ở Hồng Kông nhưng chủ tịch đại diện lại đột nhiên ngất đi. Thấy cuộc họp sắp hỏng bét, anh ấy sắp điên lên mất. Tuy rằng không muốn gặp lại người phụ nữ này nữa nhưng Suk Hun vừa nghe tin Se Jang đang xảy ra chuyện lại không nhịn được mà nói anh có thể xử lý vấn đề này. Vì ba ngày anh ở chung với Se Jang ở Hồng Kông đã gặp khách hàng này rồi, thế nên anh cũng rất hiểu về dự án này. Sau đó, Suk Hun dùng vốn tiếng Anh lưu loát thay Se Jang hàng gặp khách hàng lớn. Sau sự nỗ lực không ngừng của anh, đối tác vô cùng hài lòng. Cuối cùng hai bên đã hợp tác thành công, trái tim đang treo lơ lửng của trợ lý cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Vừa định cảm ơn Suk Hun bỗng có một tin nhắn mới, là Hong Ju nhắn đến nói là bảo Suk Hun đến viện đón cô ấy về nhà. Thế là Suk Hun liền chạy đến bệnh viện nhưng không ngờ Se Jang hôn mê cũng được đưa vào bệnh viện này. Cứ như vậy, hai người gặp nhau, trợ lý đã sớm nói hết chuyện về cuộc họp cho Se Jang. Se Jang vừa định cảm ơn Suk Hun đã giúp đỡ mình thì Hong Ju lại bất ngờ xuất hiện. Thấy hai người đứng gần nhau như thế, Hong Ju lập tức hiểu nhầm. Lúc này Se Jang mới biết hóa ra Suk Hun không phải đến thăm mình là cô nghĩ nhiều rồi. Cô định qua người rời đi, Hong Ju lại gọi cô ấy lại còn chưa cảm ơn 1 tỷ của cô. Chỉ có 3 ngày mặt mà cô lại ra giá cao như vậy, quả nhiên nhà giàu có khác. Hong Ju không thể hiểu nổi tiểu thư tài phiệt xuất sắc như Se Jang chắc phải gặp rất nhiều đàn ông tốt chứ, tại sao lại cứ nhớ đến Suk Hun. Hai người phụ nữ cứ đối chọi với nhau như vậy, Se Jang cũng không chịu yếu thế nói Suk Hun chính là người đàn ông tốt đó, còn bảo Hong Ju hãy trân trọng. Nếu không thì cô ấy cũng không ngại cướp, nói xong liền trực tiếp rời đi phòng. Hong Ju tức điên lên kéo Suk Hun ra ngoài cãi cọ. Cô cho rằng từ khi Suk Hun trở về, từ Hồng Kông vẫn còn giữ liên lạc với người phụ nữ hư hỏng đó. Suk Hun vội vàng giải thích chỉ là anh giúp Se Jang xử lý một số công việc, không hề xảy ra chuyện gì khác. Nhưng Hong Ju không thèm nghe, cho rằng nhất định hai người đã phát sinh chuyện gì đó. Cô phẫn nộ rời đi luôn cho đến tối, Suk Hun dầm mưa đến nơi Hong Ju làm việc, cầu xin Hong Ju nghe mình giải thích bản thân thật sự không hề làm điều gì có lỗi với cô. Nhưng không ngờ Hong Ju vẫn cứ nhắc đến chuyện xảy ra ở Hồng Kông, còn bảo Suk Hun khoảng thời gian này hãy nghĩ cho kỹ, cô chuẩn bị ly hôn với anh. Nói xong, cô liền quay người rời đi, Suk Hun định đuổi theo nhưng lại bị Min U ngăn lại. Là một người ngoài, anh ta còn muốn quản cả chuyện nhà người ta, mà Hong Ju cũng ngầm cho phép anh ta làm như vậy. Cô không thèm quay đầu mà rời đi luôn. Suk Hun đau lòng vô cùng, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nhớ đến thái độ kiên quyết như vậy của Hong Ju, anh càng nghĩ càng đau đớn. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh ấy cũng có một quyết định đáng sợ. Hôm nay anh thu dọn hành lý đi rồi, anh sẽ không giả vờ làm người tốt nữa. Cứ như vậy, Suk Hun không còn con đường nào khác lần nữa đến tìm Se Jang. Bất ngờ quá, chúng ta có lý do gặp nhau ư? Se Jang, cô còn mua thời gian của tôi nữa không? Cô có thể mua lại tôi một lần nữa không? Thì ra là đêm qua, Suk Hun đã cãi nhau với Hong Ju. Suk Hun tức giận không muốn giả làm người tốt nữa để chứng minh năng lực của mình. Anh muốn đến công ty Se Jang làm việc nhưng Se Jang không ngốc, muốn ăn bám cô cũng không phải là điều dễ.
muốn đi làm thì được, nhưng phải bắt đầu từ nhân viên thử việc. Hiện tại công ty đang có dự án mua lại khách sạn trong 2 ngày nữa, chủ khách sạn sẽ đến Seoul, đối thủ cạnh tranh đã bắt đầu hành động. Nhưng họ lại không nhận được bất kỳ thông tin gì. Vì thế muốn trở thành nhân viên chính thức thì Suk Hun phải giúp công ty giành được dự án này. Sejang nghĩ Suk Hun sẽ biết khó mà lui nhưng anh lại đồng ý luôn. Mặc dù Suk Hun đã rất nỗ lực nhưng vẫn vì thiếu người thiếu lực mà cuối cùng khách sạn vẫn bị Min U mua lại trước, nhưng Suk Hun không hề từ bỏ. Anh đưa Sejang đến phòng họp của Min U để chờ chủ khách sạn ra. Mọi chuyện không phụ người có lòng, một nhân viên đi ngang qua, anh lập tức nhận ra hình xăm trên tay đối phương. Anh không kịp giải thích mà nắm tay Sejang đuổi theo khiến cô cảm thấy khó hiểu. Không phải chủ khách sạn đang họp với Min U ư? Sao nhân viên nhỏ bé này lại là chủ của khách sạn được? Sau lời giải thích của Suk Hun, Sejang mới hiểu người trong cuộc họp nhất định là thế thân. Sau đó họ đến một ngôi làng hoang vắng người, Sejang chưa từng đến nơi như thế này. Cô bị người đàn ông say rượu bên cạnh dọa sợ liền nhau vào lòng Suk Hun, nhưng vẫn chưa hết, mới đi được vài bước, cô lại bị một con mèo rơi từ trên xuống dọa sợ. Nhưng may mà có Suk Hun ở bên, xung quanh anh là ngập tràn cảm giác an toàn. Anh nắm chặt lấy tay Sejang như vậy mới làm dịu trái tim sợ hãi của cô. Cứ như vậy, hai người nắm tay nhau đi qua vô số ngõ hẻm, cuối cùng cũng tìm thấy xe của chủ khách sạn, nhưng hai người đàn ông mạnh mẽ bước ra trước mặt họ. Sau khi bày tỏ nguyên do, cả hai được đưa đến trước mặt ông chủ khách sạn, nhưng ông chủ từ chối thảo luận về việc hợp tác với họ. Hóa ra ông chủ là người Hoài Cổ, nhiều năm trước, ông đến đây ăn một bát mì thịt bò, đến nay vẫn luôn nhớ đến mùi vị. Suk Hun không hề bỏ cuộc, anh ấy cái khớp với ông chủ, nếu mình tìm được mì thịt bò có vị như vậy thì ông chủ phải bàn việc hợp tác với họ. Về đến nhà, Sejang lại đắm chìm trong những chuyện xảy ra ở thôn nhỏ, cô vuốt ve bàn tay bị Suk Hun nắm lấy, cô quyết định một tuần sẽ không tắm rửa. Ngày hôm sau, hai người lên đường, họ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích chủ tiệm mì. Về đến nông thôn, trái tim ngây thơ của Sejang bỗng nhiên trỗi dậy, thế mà lại cùng đi bắt cá với đám nhóc khiến Suk Hun nhìn cũng phải rung động. Anh cũng không nhịn được chạy đến bờ sông và chơi hất nước với Sejang. Hai người vô cùng vui vẻ sau một ngày bôn ba, cuối cùng hai người cũng tìm được địa chỉ của chủ quán mì. Bà lão biết được mục đích của họ, cũng tình nguyện giúp đỡ họ. Nhưng xương bò thì phải hầm một đêm thì nước dùng mới ngon, tức là Suk Hun và Sejang sẽ phải ở lại đây một đêm. Để tránh tin đồn, Suk Hun bảo Sejang rời đi trước, nhưng mà cơ hội tốt thế này sao Sejang có thể dễ dàng bỏ qua. Chúng ta đã ở Hồng Kông 3 ngày, còn cùng chung một phòng đấy thôi. Lúc đó còn không sao mà bây giờ sẽ xảy ra chuyện, Suk Hun thấy Sejang nghịch ngợm như vậy cũng không thể làm gì cô được. Thế là cả hai bắt đầu giúp bà lão nấu canh, Sejang chưa từng làm việc nặng cũng giúp Suk Hun lấy nước. Bà lão thông minh vừa nhìn đã biết quan hệ của hai người không tầm thường. Đến buổi tối yên tĩnh, hai người đang nấu canh xương bò thì lúc này, Hong Ju đột nhiên gọi đến, Suk Hun nhanh chóng chạy sang một bên. Sejang thấy canh sắp chín thì liền lớn tiếng gọi tên Suk Hun nhưng không thấy đáp lại, cô định dùng tay nhấc lên thì bị bỏng. Thấy Sejang bị thương, Suk Hun nhanh chóng đặt điện thoại xuống chạy đến, nhưng anh lại không để ý rằng điện thoại vẫn đang bấm nút. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người đã bị Hong Ju nghe hết, lần này thì hay rồi. Hong Ju lại bắt đầu nghi ngờ linh tinh, cô liền xé nát bức ảnh của mình với Suk Hun rồi khóc lóc thảm thiết. Sau một hồi khóc lóc, nỗi uất ức trong lòng vẫn không thể trút ra được. Vì vậy, cô ấy đối xử với chồng theo cách tương tự. Cô liền hẹn Min U đến ba uống rượu. Uống hết vài ly rượu, ý thức của Hong Ju bắt đầu mơ hồ. Cô bắt đầu nói nhảm với Min U, nếu bây giờ tôi giao cho anh 3 ngày, anh có thể trả tôi bao nhiêu, 1 tỷ có khả năng không? Biết được những điều đã xảy ra với Hong Ju, Min U cũng cảm thấy rất khó chịu khi biết cô ấy đã say, nhưng anh vẫn coi lời cô ấy nói là thật. Anh đưa Hong Ju về phòng nghỉ ngơi, nhưng tất cả điều này lại bị Yen Chun nhìn thấy. Anh nhanh chóng gọi cho Suk Hun, sau khi biết tin Suk Hun vẫn không thể tin được Hong Ju lại sẽ làm ra chuyện này. Anh tức giận chạy đến văn phòng Min U gõ cửa. Người mở cửa lại là Min U, Suk Hun phớt lờ anh ta rồi xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy Hong Ju say xỉn, Suk Hun hoàn toàn phát điên chất vấn cô ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hong Ju lại thấy người đàn ông bội bạc trước mặt rất buồn cười, chỉ cho phép quan phóng hỏa lại không cho phép người dân đốt đèn. Hai người vì thế lại cãi nhau một trận lớn, Hong Ju còn bảo Suk Hun nhanh chóng biến khỏi đây, bản thân làm sai thì đừng đổ lỗi cho người khác. Lúc này, Suk Hun đã mất lý trí, vậy mà lại làm theo lời cô ấy nói. Sau đó, cô để Min U đưa mình về nhà, mà cảnh này vừa khéo bị em trai ra ngoài chứng kiến. Em trai mắng cô ấy điên rồi à, sao lại ở bên một tên cặn bã như Min U chứ? Nếu để anh rể phát hiện ra thì sao? Nhưng Hong Ju lại không nghe, cô không làm gì sai nên chả thèm để ý đến em trai. Hôm nay là ngày công ty bàn chuyện hợp tác với chủ khách sạn, vì công của Suk Hun, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Ông chủ từ bỏ hợp tác với Min U và chọn công ty của Sejang. Để chúc mừng, Suk Hun trở thành nhân viên chính thức, nhưng Suk Hun lại từ chối mà không cần suy nghĩ, bởi vì anh không muốn làm Hong Ju hiểu lầm nữa. Anh để lại lá đơn từ chức, sau khi giải thích lý do cho Sejang, anh trực tiếp rời khỏi công ty, nhưng dù là vậy Sejang vẫn không muốn từ bỏ. Mặc dù cô đã nhận đơn từ chức nhưng cô ấy lại không ký vì cô tin rằng Suk Hun là một người đàn ông tài năng. Sau khi rời công ty, mỗi ngày Suk Hun đều chịu đựng sự dằn vặt, cân nhắc kỹ lưỡng xong, anh vẫn quyết định phải nói chuyện tử tế với Hong Ju. Thế là anh gọi điện hẹn Hong Ju ra ngoài,
còn bí mật chuẩn bị một cặp nhẫn cưới muốn mang đến cho Hong Ju một bất ngờ lãng mạn để cô quên đi tất cả và bắt đầu lại. Nhưng anh lại không ngờ thứ mình đợi được lại là đơn thỏa thuận ly hôn. Trước thái độ kiên quyết của Hong Ju, Suk Hun hoàn toàn sụp đổ, giấc mộng của anh cũng tan thành. Anh vứt bỏ chiếc nhẫn trên tay và đồng ý ly hôn Hong Ju. Ngày hôm sau, Hong Ju vẫn còn chìm trong đau khổ, nhưng cô không ngờ vợ Min U đã âm thầm đến biệt thự. Nhìn roi trước mặt trông giống hệt với chồng mình, sau khi xác nhận đó là con của Min U, cô ta liền mang cậu bé đi. Đợi đến khi Hong Ju đến mới phát hiện không thấy roi đâu nữa. Cô ấy hoảng loạn, nhanh chóng chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Đúng lúc tuyệt vọng, cô lại nhìn thấy một chiếc giày bên bờ sông. Cô không nghĩ nhiều mà định nhảy xuống sông cứu người. May mà Min U kịp thời chạy đến mới ngăn cản được cô. Sau khi nhìn kỹ, cô mới nhận ra đó không phải là giày của roi, thế là hai người lại bắt đầu đi tìm. Lúc này, người vợ bước xuống xe, mở cửa sau ra thì roi chạy ra, Hong Ju vội vàng ôm cậu bé như thể nhìn thấy con trai ruột mình. Vốn tưởng rằng vợ đến đây để gây rắc rối, nhưng điều mà Min U không ngờ đến là vợ ra vẻ vô cùng hào phóng. Dù sao cô ấy cũng không sinh được con trai, chi bằng đem thằng bé về nhà nuôi. Cô ấy tình nguyện làm mẹ kế của roi, lúc này Min U thở phào nhẹ nhõm. Cứ như thế, roi được đưa về nhà, mẹ chồng thì vô cùng vui mừng, gia đình bạc tỷ cuối cùng cũng có người thừa kế rồi. Bà ấy coi roi là tâm can bảo bối. Tuy nhiên, tai nạn luôn đến những lúc không ngờ nhất. Ngay khi Min U nghĩ rằng mọi thứ đã được giải quyết thì lại nhận được ảnh vợ đi gặp người khác, nhưng anh ta lại có vẻ rất bình tĩnh, không hề vạch trần bộ mặt thật của vợ. Thậm chí còn hào phóng cho vợ rất nhiều tiền, nói là vợ chăm con rất vất vả. Đây là phần thưởng của cô, bảo cô cầm tiền đi mua sắm, du lịch cùng hội chị em. Người vợ vô cùng vui vẻ, chồng giàu đúng là thích thật. Cô nhanh chóng cầm lấy chỗ tiền lẻ này nhưng vừa quay người cô đã liền đưa tình nhân đến Thái du lịch. Cô ta hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của Min U, đợi đến khi cô ta đi du lịch trở về thì bị Min U đưa tấm ảnh cô ta và tình nhân đang bơi lội. Lúc này cô ta mới nhận ra bản thân lại rơi vào bẫy của chồng. Sau đó Min U lấy thỏa thuận ly hôn ra, yêu cầu cô ta tay trắng ra đi. Con và tiền cô ta đều không được mang đi. Bị người ta nắm thóp, cô ta cũng không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn rời khỏi cái nhà này. Nhưng vì sự rời đi của cô, ba chị em càng ghét bỏ Joy hơn. Chúng cho rằng đều là vì sự xuất hiện của Joy nên mẹ mình mới bị đuổi ra khỏi nhà. Joy không thể chịu đựng được nữa đòi đi tìm cô Hong Ju. Sau khi hỏi mẹ, Min U mới biết sự tồn tại của Hong Ju, thế là bà ấy liền hẹn Hong Ju ra nói chuyện. Bà hỏi cô có muốn làm mẹ của Joy không? Đã đến ngày Suk Hun và Hong Ju ra tòa ly hôn. Cho đến lúc này, Suk Hun vẫn luôn quan tâm đến Hong Ju. Anh từ bỏ tất cả tài sản của mình, chỉ hy vọng sau này Hong Ju có một cuộc sống vui vẻ. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh quyết định rời khỏi mảnh đất đầy đau thương này. Anh định ra nước ngoài tiến thủ, nhưng anh không hề biết rằng trên thế giới này còn có một nữ chủ tịch đang thầm thương nhớ anh. Sau khi biết chuyện của Suk Hun, Se Jang đến cuộc họp quan trọng cũng bỏ mặc, vội vàng chạy gấp đến sân bay. Sau khi đến sân bay, cô xuyên qua biển người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Suk Hun đâu. Cô vô cùng lo lắng, lo rằng sẽ vì chuyện này mà bỏ lỡ người đàn ông của đời mình. Nhưng cuối cùng cô cũng nhìn thấy Suk Hun ở cửa lên máy bay. Cô lớn tiếng gọi khiến anh phải ngoảnh lại. Suk Hun có nằm mơ cũng không ngờ rằng Se Jang lại đuổi theo đến sân bay vì mình, còn Se Jang cũng không chút do dự rút ra số tiền. Lúc trước Suk Hun đã dùng số tiền mua 3 giờ đồng hồ của cô, bây giờ cô ném thẳng xuống đất bởi vì cô sẽ không bao giờ giao dịch với anh nữa. Cô muốn chính thức cùng anh tạo nên một tình yêu mãnh liệt. Cho đến lúc này, trái tim đã sớm hóa đá của Suk Hun cuối cùng cũng bị hành động mạnh mẽ của Se Jang làm rung động, anh cũng không do dự nữa. Anh chạy đến ôm chặt lấy Se Jang, anh hứa sẽ sớm quay trở về. Trước mắt đã 2 tháng trôi qua, Suk Hun quay trở lại công ty như đã hẹn, anh đạp xe đưa Se Jang lên phố đi bộ, ăn những món ăn đường phố, uống những ly cà phê, vui vẻ chơi đùa bên nhau. Trên đường đi, hai người nhìn thấy cặp tình nhân đang chụp hình, Suk Hun cũng không chịu thua kém. Anh kéo Se Jang lại chụp hình chung. Hôm đó, Se Jang quyết định công khai đưa Suk Hun đi tham gia sự kiện. Hai người ăn diện sang trọng đến hội trường diễn ra hoạt động. Bạn bè đều khen hai người đẹp đôi quá, nhưng điều khiến Suk Hun không ngờ chính là Hong Ju cũng xuất hiện ở nơi này. Hai người mặc dù đã ly hôn, thế nhưng gặp lại vẫn có chút ngượng ngùng. Hong Ju nhìn Suk Hun và Se Jang ân ái như vậy, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô không cam tâm cứ bỏ qua như vậy, thế là liền trực tiếp khiến Se Jang khó xử trước hội trường. Nghe nói cô say đắm người đàn ông đã có vợ và khiến gia đình đó tan nát. À, lẽ nào anh trai đứng cạnh cô chính là anh chàng trai bao trong lời đồn sao? Lời của Hong Ju khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ, họ xì xào bàn tán Se Jang, nhưng Suk Hun lại trực tiếp thừa nhận, anh nắm chặt lấy bàn tay Se Jang nói mình ly hôn không phải vì Se Jang mà là giữa hai vợ chồng không có sự tin tưởng nhau. Tôi đã cố gắng hết sức với cuộc hôn nhân cũ rồi, vì thế tôi không có gì phải hối hận cả. Bây giờ tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với Se Jang. Thấy Suk Hun bảo vệ Se Jang như vậy, cuối cùng Hong Ju cũng hiểu ra. Cô giờ đây rốt cục chẳng có bất cứ vị trí nào trong lòng của Suk Hun cả. Cô chỉ đành ôm sự buồn bã rời khỏi bữa tiệc. Hành động hôm nay của Suk Hun khiến Se Jang vô cùng cảm động, cô biết mình không chọn nhầm người. Se Jang không muốn thả Suk Hun đi nên cô đã mời anh cùng đi uống cà phê. Đến sáng hôm sau, hai người đã ôm chặt nhau trên giường.
Xe răng ở trong bếp thì Xúc Hun ở đằng sau ôm lấy cô. Sếp ơi, hôm nay anh không muốn đi làm, em cũng đừng đi nhé. Những tưởng rằng hai người có thể bên nhau hạnh phúc bên nhau thì lại có chuyện. Ông bố tài phiệt của cô biết chuyện đã phản đối kịch liệt. Ông cho rằng một người đàn ông vì danh lợi mà có thể vô tình vứt bỏ vợ đồng cam cộng khổ của mình thì không thể xứng với con gái ông được. Bất luận Xe Răng có giải thích thế nào thì ông yêu cũng không đồng ý. Ông còn ép con gái lập tức đưa ra quyết định hoặc là rời khỏi vị trí chủ tịch hoặc là chia tay với Xúc Hun. Đứng giữa địa vị và tình yêu, Xe Răng vẫn quả quyết lựa chọn Xúc Hun. Trong lúc tức giận, ông bố đã lập tức gây áp lực với hội đồng quản trị cưỡng chế bãi bỏ chức vị chủ tịch của con gái. Chỉ trong một đêm, Xe Răng đã mất hết tiền bạc và địa vị của mình, nhưng Xúc Hun vẫn không bỏ mặc cô. Anh nguyện cùng cô đối mặt với khó khăn này. Hai người yêu nhau đã lâu như vậy nhưng chưa từng tận hưởng cuộc sống của hai đứa. Thế là nhân cơ hội này, họ tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn. Hai người sau đó đã cùng đi leo núi. Dây giày của Xe Răng bị tuột, Xúc Hun liền ân cần buộc lại giúp cô. Lúc leo mệt thì dựng lều nghỉ ngơi, hai người ôm nhau cùng ngắm đom đóm dưới trời đêm vô cùng lãng mạn. Nhưng đời không như là mơ, vợ cũ của Xúc Hun không chịu được khi thấy hai người họ ân ái như vậy nên đã đến tìm Xúc Hun, ép anh tái hôn lại với cô. Nếu như không phải có sự xuất hiện của Xe Răng thì sự hạnh phúc này đáng lẽ sẽ chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng ban đầu khi Xúc Hun nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân này thì chính cô đã lựa chọn buông tay. Bây giờ nhìn thấy người khác sống tốt, cô lại bắt đầu hối hận. Giờ có nói gì thì anh cũng sẽ không đồng ý. Thấy Xúc Hun vô tình như vậy, Hong Ju cũng không diễn nữa. Cô nói mình sắp kết hôn với giám đốc Min U, mục đích là muốn lợi dụng chức quyền của Min U để báo thù Xúc Hun và Xe Răng, nhưng Xúc Hun vẫn không hề quan tâm. Dưới sự xúi dục của Hong Ju, Min U đến gặp bố của Xe Răng nói Xe Răng từng chi ra 1 tỷ won để bao trọn 3 ngày của Xúc Hun. Nghe thấy hành động ngu ngốc này của con gái, ông bố tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát phải lập tức vào viện cấp cứu. Sau khi biết tin, Xe Răng vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy bố hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô hoàn toàn sụp đổ. Cô không kìm được bật khóc nức nở, Xe Răng không dám tưởng tượng, nếu như bố cứ như vậy rời khỏi cô thì rốt cuộc cô sẽ phải tiếp tục cuộc sống như thế nào đây. Nhìn thấy Min U cũng có mặt ở viện, Xe Răng mới nhận ra tất cả hóa ra tất cả đều là thủ đoạn do Min U gây ra. Xe Răng cũng không phải một cô gái yếu đuối vô dụng, nếu dám làm hại bố cô thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu muốn đánh bại Min U thì phải nắm lại quyền quản lý công ty. Thế là Xe Răng đã đưa ra một quyết định vô cùng đau lòng. Đợi sau khi bố tỉnh lại Xe Răng nói ra quyết định của mình, cô phải quay trở lại công ty, đồng thời sẽ chia tay với Xúc Hun. Xong chuyện Xe Răng ra ngoài, gặp Xúc Hun vẫn đang đứng đợi cô không ngừng nói lời xin lỗi nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có chia tay với Xúc Hun thì cô mới có thể quay trở lại công ty, mới có thể đối phó với Min U để đích thân kết thúc trận chiến này. Nhưng không ngờ rằng sau khi hiểu được suy nghĩ của Xe Răng, Xúc Hun không chỉ không trách cô mà còn tiếp thêm động lực khích lệ cô. Anh hứa sẽ chờ đợi Xe Răng, đồng thời cũng sẽ nỗ lực để mình trở nên ưu tú hơn. Còn phía bên Hong Ju, sau khi biết Xúc Hun và Xe Răng đã chia tay thì cô lại bắt đầu có dự tính xấu xa. Nhưng tất cả những chuyện này đều bị Min U nhìn thấy. Để báo thù chồng cũ, cô gái này đã chấp nhận lấy một chàng giám đốc mà mình không yêu. Hong Ju vốn tưởng Min U sẽ đắm mình, chỉ cần hai người kết hôn thì sẽ có thể dễ dàng kiểm soát anh ta và lợi dụng tiền tài của anh ta để báo thù chồng cũ. Nhưng điều khiến Hong Ju không ngờ chính là ngày tổ chức hôn lễ, vợ cũ của Min U cũng đến tham dự. Điều này khiến Min U sợ hết hồn, anh vội vàng vàng chào hỏi khách, sau đó lén lút đến trước mặt vợ cũ chất vấn cô, rốt cụ muốn làm gì. Số 1102, em thuê một phòng trong khách sạn, muốn uống ly rượu và tận hưởng cảnh đêm với anh. Min U miệng thì nói không muốn đi, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ số phòng. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã nhân lúc Hong Ju không có ở đây, lén lút chạy lên tầng. Sau khi cửa phòng mở ra, quả nhiên Jun Hee ở trong này, cô mặc một chiếc váy vô cùng gợi cảm, rồi thuận thế kéo Min U vào trong phòng. Còn phía bên Hong Ju, cô tìm khắp cả hội trường cũng không tìm thấy Min U đâu. Sau đó cô biết được hướng Min U đi qua chỉ dẫn của khách mời. Thế là cô lập tức chạy theo lên đó, đứng trước cửa phòng. Hong Ju do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định nhấn chuông, nhưng cảnh tượng tiếp theo đã khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Thấy Hong Ju đột nhiên xuất hiện, Min U không chỉ không giải thích mà ngược lại còn chất vấn cô đến đây làm gì. Jun Hee đứng bên cạnh vô cùng hả hê, đây chính là kết quả mà cô muốn thấy. Hong Ju hoàn toàn sụp đổ, cô lặng lẽ rời khỏi đây. Hong Ju bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Min U, không chút do dự, cô trở về nhà thu dọn hành lý. Min U thấy cô muốn rời đi, liền ra tay ngăn lại. Nói anh thật sự không hề làm gì cả, chỉ uống một ly rượu mà thôi. Hong Ju ngây thơ ngốc nghếch lại thật sự tin lời anh ta. Cứ như vậy, Hong Ju ở lại nhưng cô không hề biết rằng đây mới chỉ là khởi động của cơn ác mộng. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng đã giục Hong Ju nhanh chóng sinh một đứa con trai. Qua một hồi giải thích của Min U, mẹ chồng mới biết Hong Ju không thể sinh con. Bà lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí còn để lộ ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng Hong Ju hiểu rõ để nịnh hót bà mẹ chồng đanh đá này. Cô giả vờ chăm chỉ lau bàn ghế, nghĩ sau khi mẹ chồng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khen cô là một đứa con dâu ngoan. Nhưng không ngờ rằng bà mẹ chồng không những không khen mà ngược lại còn mắng cô nhìn quê mưa, hoàn toàn không có khí chất của vợ chủ tịch thấy hồng dầu thấp kém như vậy, mẹ chồng thật sự không nhìn nổi nữa.
Bà ta lo sau này sẽ bị chia tài sản nên đã lấy hợp đồng từ bỏ tài sản ra, bắt Hong Du ký vào xác nhận không còn cách nào khác. Nhà chồng này do chính cô lựa chọn nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Chưa hết, vợ cũ của Min U lại tiếp tục gây sự. Cô ta cố tình gửi cho Hong Du một bức thư, bên trong toàn là hình ân ái của Min U ở bên ngoài. Điều này khiến Hong Du vô cùng tức giận. Cô vẫn luôn tưởng Min rất yêu cô, vì thế mới đề nghị ly hôn với Suk Hun. Không ngờ Min U lại là người như vậy, nhưng chuyện đến lúc này cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể một mình chịu đựng nỗi đau này. Hong Du càng nghĩ càng không can tâm, thế là ngày hôm sau, cô trực tiếp đến tìm Se Jang, vừa mở miệng đã mắng Se Jang là một người đàn bà không biết xấu hổ, hủy hoại cuộc đời của cô. Thấy Hong Du hận mình như vậy, xem cũng không giấu giếm nữa, cô nói ra chuyện cô đã chia tay với Suk Hun, nhưng Hong Du lại giả bộ không quan tâm chuyện này. Đợi khi về đến nhà, Hong Du mới lộ ra biểu cảm thật sự nghĩ đến việc Suk Hun đã từng yêu mình đến vậy, bây giờ lại bị Se Jang bỏ rơi, chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hai đứa trẻ đang nô đùa trong nhà thì tìm thấy một chiếc kẹp tóc của phụ nữ, tưởng là kẹp tóc của mẹ, nhưng trong lòng Hong Du hiểu rất rõ mình không hề có kiểu kẹp này. Vợ cũ của chồng lập tức trở thành đối tượng nghi ngờ của cô, rất nhanh, Hong Du đã chặn Jun Hu lại rồi trực tiếp ra tay tát cô một cái, chính thức vẫn sống mà vợ Seo U lại dám đến cám dỗ. Sau đó, cô liền chạy đến mách lẻo với Min U, nói thấy Hong Du hẹn gặp riêng với Suk Hun, hai người họ rất thân mật. Ban đầu Min U không tin nhưng lại tung ra chiêu lớn, nói Se Jang từng đến tìm cô, mời cô liên kết đối phó với anh nhưng cô không đồng ý, bởi vì trong lòng cô vẫn rất yêu anh. Dưới sự quyến rũ của vợ cũ nên Min U liền tin là thật. Anh nổi giận lôi đình nói bằng giá nào cũng phải khiến Se Jang và Suk Hun trả giá. Thế là anh ta mua chuộc công tố viên, kêu các bộ phận liên quan, lấy cớ trốn thuế kiểm tra toàn bộ giấy tờ của công ty Se Jang, khiến Se Jang lập tức rơi vào tuyệt vọng. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Sau khi biết chuyện, Suk Hun lập tức chạy đến nhưng Se Jang lại không cho anh chút thể diện, nói họ đã chia tay rồi. Chuyện này không liên quan đến anh, kêu Suk Hun đừng nhúng tay vào chuyện này nhưng Suk Hun cũng không ngóc. Anh biết Se Jang không muốn liên lụy đến anh nên mới nói như vậy. Anh quyết định dùng cách của mình để giúp Se Jang vượt qua nguy hiểm lần này. Sau đó, anh đến tìm Jun Hee, muốn moi được bí mật của Min U. Từ miệng Jun Hee, quả không ngoài dự đoán, Jun Hee thật sự biết chút gì đó trong két sắt ở biệt thự dưới quê của Min U có cất một cuốn sổ sách bí mật. Chỉ cần lấy được cuốn sổ đó thì có thể lật đổ được Min U, Suk Hun nhờ cô giúp đỡ, kiểm tra hệ thống bảo an ở đó. Jun Hee không hề đắn đo, lập tức đồng ý, nhưng sau đó cô ta đã đi nói chuyện này cho Min U biết, nói Suk Hun đang có kế hoạch lấy trộm cuốn sổ bí mật của anh. Min U cảm thấy rất đáng ngờ, anh hành sự bí mật như vậy sao Suk Hun lại biết được chứ? Dưới sự nhắc nhở, Jun Hee cố tình bẻ lái khiến Min U lập tức nghĩ đến Hong Ju, chỉ có cô ấy quen thuộc với căn biệt thự nhất. Lẽ nào vợ mình thật sự phản bội mình sao? Cảm nhận được chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy đến căn biệt thự, anh mở két sắt ra, thấy cuốn sổ bí mật vẫn còn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Để an toàn tuyệt đối, anh quyết định di chuyển cuốn sổ, nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị xe của Suk Hun chặn đầu. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Suk Hun, anh biết rằng Jun Hee cũng chẳng tốt đẹp gì nên mới cố tình lợi dụng Jun Hee dụ Min U chủ động đi lấy cuốn sổ. Chỉ chốc lát, Min U đã bị đánh gục, cuốn sổ cũng bị Suk Hun cướp đi. Rất nhanh nên đã bị bộ phận liên quan điều tra và trực tiếp bị bắt vào đồn. Còn Hong Du ở nhà đã bắt đầu bùng nổ vì bà mẹ chồng, sau khi mẹ chồng nói là do Suk Hun báo cáo. Nhờ mua chuộc cảnh sát nên Min U chỉ bị tạm giam 24 tiếng, sau đó được trả tự do. Min U trở về nhà, lập tức gọi Hong Du vào. Anh tin rằng Hong Du vẫn liên lạc với Suk Hun. Vì thế, Suk Hun mới biết được chuyện cuốn sổ, bất luận Hong Du có giải thích thế nào thì anh ta vẫn không chịu tin. Mối quan hệ của hai người cũng trở nên lạnh nhạt. Từ việc này cho đến bây giờ, Hong Du mới bắt đầu có chút hối hận khi lấy Min U, nhưng vậy vẫn chưa hết. Phía bên Jun Hee mua que thử thai, phát hiện mình đã mang thai, trong lòng cô mừng thầm biết rằng cơ hội của mình đã đến. Cô ta muốn lợi dụng đứa con này để cướp lại vị trí con dâu nhà quyền quý, nhưng bác sĩ lại khuyên cô nên bỏ cái thai đi, bởi vì vấn đề sức khỏe của cô rất dễ dẫn đến sảy thai. Jun Hee cũng không quan tâm nhiều như vậy, để đạt được mục đích, cô hẹn gặp mẹ chồng cũ, nói dối đứa con trong bụng mình là con trai, cầu xin mẹ chồng cho cô quay trở về. Lần này thì hay rồi, mẹ chồng có nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu nói y dõi. Vừa nghe thấy là bé trai, bà không hề đắn đo, lập tức đồng ý. Bà ta lập tức gọi Hong Ju nói chuyện, nói rằng Jun Hee sắp quay trở về nhà. Cô phải cùng chung sống với họ dưới một mái nhà, thậm chí còn kêu Hong Ju sau này chịu trách nhiệm chăm sóc Jun Hee. Đối mặt với yêu cầu vô lý như vậy, chắc chắn Hong Ju sẽ không đồng ý, nhưng mẹ chồng lại nói đây chỉ là thông báo chứ không phải thương lượng với cô. Không còn cách nào khác, Hong Ju chỉ đành đến chỗ Jun Hee cảnh cáo cô ta nên sớm từ bỏ ý định đó. Jun Hee cũng không chịu yếu thế, cô ta nhất định phải lấy lại vị trí con dâu chủ tịch. Thậm chí cô còn uy hiếp Hong Ju, nếu biết điều thì mau trả lại vị trí đó cho cô. Thấy Jun Hee mặt dày như vậy, Hong Ju cũng không nhịn nữa, cô giơ tay định đánh cô ta, nhưng lại bị Jun Hee giữ lại. Đúng lúc này, đột nhiên Jun Hee đau bụng quỳ xuống, hóa ra là cô bị vỡ nước ối. Sau khi vào viện biết không thể giữ được con, Jun Hee lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Hong Ju. Mẹ chồng biết cháu nội của mình không còn, lập tức mắng chửi Hong Ju một trận thậm tệ, còn bắt cô cút khỏi cái nhà này. Bây giờ Hong Ju có nỗi khổ nhưng cũng không thể nói ra.
Cô chỉ có thể đến tìm Min-woo, cầu xin chồng thuyết phục mẹ, nhưng không ngờ rằng nên Min-woo lại đồng tình với cách làm của mẹ mình. Cứ như vậy, Hong-ju bị đuổi ra khỏi nhà. Chạy đến chỗ ở của Suk-hun, cô giải bày rất nhiều chuyện đáng thương, muốn lấy được sự thương cảm của Suk-hun để quay lại với anh. Nói xong, cô buồn bã rời đi nhưng lại bị Suk-hun kéo lại. Hong-ju vô cùng vui mừng, tưởng rằng khổ nhục kế của mình đã có tác dụng, không ngờ ngay sau đó anh trả lại chiếc nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới này anh không thể đồng ý với em vứt nó đi đi. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Mà vừa hay cảnh này đã bị xe răng lái xe ngang qua nhìn thấy, cô hiểu lầm nên cô cùng đau lòng. Xe răng đã bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Nhưng xe răng không hề vì thế mà từ bỏ vì người đàn ông mình yêu. Cô quyết định nằm bệnh viện tiến hành trị liệu. Trước lúc đó cô phải tìm một lý do để giấu Suk-hun, thế là cô đến chỗ ở của Suk-hun nói mình sắp đi công tác ở Hồng Kông. Nhưng đợi khi cô dừng xe lại thì phát hiện Suk-hun đang nắm chặt tay Hong-ju. Cô ngay lập tức chết lặng, nghĩ có phải Suk-hun không cần mình nữa không? Nhưng xe răng không hề biết rằng Suk-hun không hề phản bội cô mà là đang từ chối Hong-ju. Nhưng xe răng ở trong xe căn bản không nghe được lời Suk-hun nói, vì thế sinh ra hiểu lầm. Khi cô đang vô cùng đau lòng thì đột nhiên bụng lên cơn đau dữ dội. Lúc ôm bụng cô không cẩn thận bấm còi. Lúc này Suk-hun mới phát hiện ra sự xuất hiện của xe răng. Anh vội vàng đuổi theo giải thích nhưng xe răng lại trực tiếp lái xe rời đi. Suk-hun không còn cách nào khác, chỉ đành quay lại chỗ Hong-ju. Anh và em không thể quay lại như trước đây được nữa. Nhìn bóng dáng Suk-hun rời đi, trong lòng Hong-ju, tôi hiểu rằng cô đã hoàn toàn hết cơ hội. Đến ngày hôm sau, Se Jang đến bệnh viện làm phẫu thuật. Ai ngờ bác sĩ lại nói với cô, tế bào ung thư đã di đến cổ tử cung, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung. Trong đầu Se Jang lập tức trống rỗng, nếu như làm phẫu thuật thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Cô không biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng trong lòng cô hiểu rõ có lẽ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Để không làm lỡ tương lai của Suk-hun, cô quyết định giấu giếm bệnh tình, lặng lẽ đến công ty, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi chuẩn bị nằm viện, tiếp nhận điều trị. Suk-hun không liên lạc được với Se Jang, ngày nào anh cũng đứng đợi trước cửa công ty. Cuối cùng anh cũng đợi được, Suk-hun vô cùng nghi ngờ, rõ ràng hôm nay là ngày họ hẹn nhau cùng ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Anh hỏi tại sao Se Jang lại không nghe điện thoại. Để Suk-hun hoàn toàn nản lòng, Se Jang cố tình nói những lời cay đắng, Suk-hun ra sức giải thích. Anh thật sự không có gì với Hong-ju cả, nhưng Se Jang không chịu nghe, không còn cách nào khác, anh chị đành hỏi Se Jang rốt cuộc em có từng yêu anh không. Không, bây giờ hết yêu rồi, Se Jang không dám ở lại lâu. Nói xong, cô liền lái xe rời đi, đợi khi đi xa rồi cô mới trốn trong xe, hòa khóc nức nở, nhưng cô đã đánh giá thấp tình yêu Suk-hun dành cho cô. Cô luôn cố gắng kìm nén giọt nước mắt rơi trên đường về nhà, còn bụng của Se Jang lại bắt đầu đau. Cô cố nén cơn đau gọi cấp cứu, lúc này mới được xe cấp cứu đưa vào viện. Còn phía bên Suk-hun vẫn không chịu cam tâm, dựa vào những gì anh hiểu về Se Jang thì cô ấy không phải là người như vậy. Thế là anh lại chạy đến nhà Se Jang đợi, muốn hỏi rõ xem có phải có ẩn tình nào không, nhưng đợi suốt cả một đêm cũng không thấy Se Jang về nhà. Trong lúc tức giận, anh đến quán rượu uống say mềm, không ngờ rằng đột nhiên Hong-ju đến tìm anh. Bởi vì hồi sáng lúc Hong-ju đi làm ở bệnh viện thì vô tình nhìn thấy Se Jang mặc quần áo bệnh nhân. Se Jang cũng biết mình không giấu được nữa nên đã nói sự thật với Hong-ju và dặn cô không được nói cho Suk-hun biết. Nhưng trước mắt Hong-ju đã chạy đến tìm Suk-hun an ủi anh, đừng vì chia tay mà tự hủy hoại bản thân mình. Sau khi ngồi trò chuyện với nhau, Hong-ju mới biết Suk-hun chuẩn bị đi ra nước ngoài để giữ Suk-hun lại, Hong-ju cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô trực tiếp nói chuyện Se Jang sắp làm phẫu thuật cho Suk-hun biết. Suk-hun biết được sự thật liền chạy đến bệnh viện như phát điên. Anh ôm chặt Se Jang vào lòng. Em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng em sợ hãi vì phải làm phẫu thuật. Thấy em vì bệnh tật mà trở nên yếu đuối hơn bất kỳ ai. Em không muốn để anh biết. Cứ như vậy, dưới sự đồng hành của Suk-hun, Se Jang được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước mặt người yêu, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mong manh, cũng muốn có được tình yêu thuộc về mình. Chuyện xảy ra như thế này người cô không muốn nhìn thấy nhất chính là Suk-hun, nhưng Se Jang đã đánh giá thấp tình yêu Suk-hun dành cho cô. Cứ coi như là vì Suk-hun, cô cũng phải sống tiếp. Cứ như vậy, Se Jang bị đưa vào phòng phẫu thuật. Suk-hun ôm đầy hy vọng, đứng bên ngoài đợi, nhưng không ngờ rằng quá trình phẫu thuật không thuận lợi, cơ thể xuất huyết bất thường cộng thêm huyết áp liên tục giảm khiến Se Jang rơi vào nguy hiểm. Suk-hun ngồi bên ngoài nhìn thấy y tá hấp tấp chạy qua, trong lòng anh cũng bắt đầu nóng lên. Cũng may nhờ sự nỗ lực cấp cứu của bác sĩ, ca phẫu thuật mới kết thúc thuận lợi nhưng bởi vì mất quá nhiều máu nên Se Jang rơi vào hôn mê. Còn lúc nào mới tỉnh lại thì bác sĩ cũng không biết được, phải xem nghị lực của cô ấy lớn thế nào. Đồng thời, lúc này công ty của Se Jang cũng đang đối mặt với mối nguy chưa từng có trong vụ kiểm tra thuế hôm trước. Công ty phải nộp 9 tỷ tiền thuế, nếu như họ không bù đắp được các khoản nợ thì chỉ có thể bán đấu giá với giá thấp. Nhưng bây giờ Se Jang vẫn hôn mê chưa tỉnh, không có ai dám đứng ra chống đỡ đại cục. Không còn cách nào khác, bố của Se Jang chỉ đành gọi điện nhờ Suk-hun giúp đỡ. Sau khi nghe tình hình cụ thể, Suk-hun lập tức đến công ty đưa cho anh một phong thư, hóa ra xem đã sớm dữ liệu được lúc cô không ở đây, chắc chắn công ty sẽ xảy ra chuyện. Trong thư, cô nhờ Suk-hun bất luận dùng cách gì cũng phải bảo vệ công ty của cô, thậm chí còn giao lại hết quyền cho Suk-hun.
Đọc xong bức thư, Xúc Hun mới biết rằng hóa ra Xe Răng đã âm thầm chịu đựng nhiều như vậy. Thế là anh liền khoác bộ vest lên xuất phát. Anh nhanh chóng trở về công ty, lao vào chiến đấu, nhưng không ngờ rằng các cổ đông của công ty đều cho rằng chỉ dựa vào một bức thư Xe Răng để lại mà đã giao quyền lớn như vậy cho Xúc Hun. Nói thế nào thì họ cũng không đồng ý, Xúc Hun bị ép rơi vào thế khó. Lúc này bố của Xe Răng đột nhiên xuất hiện. Ông không thể liên lạc được với con gái, vì thế đặc biệt đến công ty xem thử. Nghe nội dung cuộc họp, ông cũng đoán được đại đa phần. Trước đây, ông luôn coi thường Xúc Hun, nhưng hôm nay lại bất ngờ ủng hộ Xúc Hun lên chức, thậm chí còn thỉnh cầu Xúc Hun hãy chăm sóc tốt cho con gái mình. Nói xong, ông buồn bã rời đi, Xúc Hun cũng không phụ lòng mọi người. Dựa vào năng lực của mình, anh đã thành công giải quyết tất cả các vấn đề của công ty. Sau khi giải quyết xong xuôi, anh lại quay lại bên cạnh Xe Răng, nói ra rất nhiều câu nhớ nhung, cầu nguyện cho cô mau tỉnh lại. Không biết có phải nghe thấy lời Xúc Hun nói không, Xe Răng đang hôn mê nhưng trong đầu không ngừng hiện ra quãng thời gian tươi đẹp hai người ở bên nhau. Cuối cùng cơ thể Xe Răng cũng có phản ứng. Sau đó cô mở mắt ra, thấy Xúc Hun vẫn luôn ở bên cạnh mình, cô vô cùng cảm động, cô nhẹ nhàng gọi tên Xúc Hun. Xúc Hun còn tưởng mình đang nằm mơ, sau khi xác nhận lại, anh mới biết Xe Răng thật sự đã tỉnh lại. Dưới sự đồng hành của Xúc Hun, tâm trạng của Xe đang thay đổi vô cùng rõ rệt, sức khỏe cũng bình phục rất tốt. Hai người đi dạo trong sân trò chuyện rất vui vẻ. Cảnh tượng này vừa hay bị Hong Ju đi qua nhìn thấy, cô vô cùng ngưỡng mộ qua việc Xúc Hun không bao giờ buông tay Xe Răng. Cô càng thêm chắc chắn khi đó là chính cô đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân dài lâu nay. Cô không nên dễ dàng nói từ bỏ. Đúng lúc Xe Răng quay đầu lại nhìn thấy bóng Hong Ju rời đi, cô lại bỗng thấy áy náy. Rất nhanh, Xe Răng đã được xuất viện, bác sĩ kiến nghị cô nên tìm một bác sĩ riêng sẽ tốt cho sự phục hồi của cô. Suy nghĩ một hồi trong lòng, lập tức cô liền chọn được người phù hợp. Hong Ju vốn tưởng mình đã tìm được một công việc tốt, nhưng đến khi cô đến gặp chủ thì người xuất hiện lại là Xe Răng. Cô hoàn toàn kinh ngạc, sao lại có người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy chứ? Nhưng đúng lúc này đột nhiên Xe Răng lại phát bệnh. Mặc dù Hong Ju hận cô ta tận xương tủy, nhưng nhìn bộ dạng cô ấy, lúc này Hong Ju vẫn không thể bỏ mặc được. Cô quyết định ở lại chăm sóc Xe Răng. Thế nhưng chỉ ở lại một ngày, không ngờ rằng mục đích thật sự của Xe Răng không phải thuê Hong Ju đến hầu hạ mà lấy đôi giày cao gót vốn thuộc về Hong Ju để trả lại cô ấy. Cô biết rằng bây giờ mình đang phải chịu báo ứng nên muốn xin Hong Ju tha thứ. Thế nhưng Hong Ju không hề nhận, mặc dù cô đã sớm buông bỏ quá khứ nhưng món đồ cô đánh mất thực sự đã không thể nào lấy lại được nữa rồi. Chớp mắt đã một ngày trôi qua, Hong Ju nhất quyết muốn rời đi. Trước khi đi, cô vẫn để lại lời chúc phúc chân thành nhất, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì đúng lúc Xúc Hun trở về, ba người đột nhiên gặp nhau khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng. Hong Ju nhìn người đàn ông trước mắt mình, trong lòng cô vô cùng rối bời. Sau khi tạm biệt Xe Răng, Xúc Hun đích thân lái xe đưa Hong Ju về. Suốt quãng đường đi, Hong Ju không nói một câu nào, hai người như hai người xa lạ. Sau khi đến nhà, Xúc Hun lái xe rời đi nhưng Hong Ju vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ. Còn phía bên Xe Răng, cô vốn tưởng sau khi phẫu thuật xong thì cô có thể sống vui vẻ bên Xúc Hun, nhưng cuộc sống một lần nữa chờ đủ cô. Bởi vì làm phẫu thuật quá muộn nên tế bào ung thư đã lan đến bộ phận khác. Bác sĩ cũng đành bó tay với chuyện này, Xe Răng không thể chấp nhận được kết quả này. Cô một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Xúc Hun sau khi biết tin liền an ủi cô, nhất định phải vững tinh thần, nhưng cô không chịu nghe, bắt đầu tự trách tự hành hạ bản thân. Cô cho rằng dù sao cũng không sống được bao lâu nữa, điều trị ung thư cũng không thể tiếp tục làm được nữa. Không còn cách nào khác, Xúc Hun chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh cô. Anh lo rằng nếu cứ ép cô như vậy thì tinh thần của Xe Răng sẽ càng bị kích động, dẫn đến bệnh tình trở nặng hơn bây giờ, chỉ có ở bên cạnh cô mới là cách khích lệ tốt nhất. Rất nhanh ngày thành lập khách sạn của công ty đã đến, Xe Răng là chủ tịch công ty nên buộc phải đến tham dự. Xúc Hun muốn nhân cơ hội này giúp cô vực lại tinh thần. Nhưng bất luận anh có khuyên thế nào thì Xe Răng cũng không chịu. Nghe thấy Xe Răng khăng khăng trốn tránh trách nhiệm, Xúc Hun cũng không miễn cưỡng nữa, bất luận Xe Răng có đưa ra quyết định gì thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Ngày khai trương khách sạn, Xúc Hun một mình đến Hồng Kông, nhưng sau khi anh đến nơi ngẩng đầu lên thì bất ngờ thấy Xe Răng trang điểm lộng lẫy. Hóa ra dưới sự cảm hóa của Xúc Hun, cuối cùng Xe Răng cũng nghĩ thông suốt, cô phải trân trọng quãng đời còn lại của mình, hưởng thụ quãng thời gian tuyệt vời còn lại cùng với người mình thương yêu. Em yêu anh, Xúc Hun. Anh chưa nghe rõ. Em yêu anh. Anh cũng vậy, anh yêu em. Cuối cùng nghe nói dưới sự đồng hành của Xúc Hun, thêm vào đó là thái độ lạc quan tích cực của Xe Răng, sức khỏe của cô đã tạo nên kỳ tích. Số lượng tế bào ung thư giảm xuống 30 tế bào, hơn nữa còn sống đến 78 tuổi. Bộ phim đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã xem.